Xin chào các đồng chí quý vị và các bạn. Mở đầu chương trình an ninh bình dương kỳ này, kính mời các đồng chí quý vị và các bạn theo dõi phần tin với những tin chính như sau. Sơ kết công tác phòng chống ma túy quý 1 năm 2023. Công đoàn cơ sở phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tổ chức đại hội điểm. Sơ kết 15 ngày cao điểm tuyên truyền hướng dẫn người dân cài đặt, kích hoạt VNeID. Bắt giam đối tượng làm giả hồ sơ đất lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Kính thưa các đồng chí, quý vị và các bạn, trong tuần, công an các đơn vị địa phương đã điều tra làm rõ 31 vụ vi phạm về trật tự xã hội, bắt 56 đối tượng. Tai nạn giao thông xảy ra 10 vụ, làm 2 người chết, 11 người bị thương. Tổ 171 Công an toàn tỉnh đã tổ chức tuần tra hơn 105 cuộc, phát hiện 810 trường hợp vi phạm giao thông, 8 đối tượng tàn trữ trái phép giấc ma túy, 19 đối tượng cờ bạc. Qua tổng kiểm tra, các cơ sở kinh doanh ngành nghề có điều kiện về an ninh trật tự, phát hiện 126 cơ sở vi phạm, xử phạt hành chính 17 cơ sở với số tiền hơn 96 triệu đồng. Ngày 13 tháng 4, Công an tỉnh Bình Dương triển khai thực hiện thông tư số 11 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Công an về quy định quy trình xác minh giải quyết vụ cháy của lực lượng Công an Nhân dân. Đại tá Nguyễn Thanh Điệp, Phó Giám đốc Công an tỉnh, dự và chỉ đạo hội nghị. Tại hội nghị, báo cáo viên của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đã triển khai các quy trình thủ tục khi tiến hành hoạt động xác minh, giải quyết vụ cháy, phân tích chi tiết về hồ sơ xác minh, giải quyết vụ cháy, tạo điều kiện thuận lợi trong thực hiện các quy định tại thông tư số 11 năm 2023 của Bộ Công an, triển khai đơn giản hóa rút gọn trình tự thủ tục giải quyết đối với các vụ cháy không nghiêm trọng, không có dấu hiệu tội phạm bảo đảm tất cả các vụ cháy đều được giải quyết triệt để, đúng theo quy định pháp luật, kết luận nguyên nhân cháy, có hồ sơ giải quyết lưu trữ, làm cơ sở để lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, nghiên cứu phân tích dự báo và đưa ra các biện pháp phòng ngừa đầy đủ chính xác để tuyên truyền công tác phòng cháy chữa cháy hiệu quả hơn cho người dân. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 4 năm 2023. Chiều 12 tháng 4, Đảng bộ Công an tỉnh tổ chức hội nghị ban chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh mở rộng lần thứ 17 khóa 11, sơ kết công tác đảng và công tác công an quý 1 năm 2023. Đại tá Trịnh Ngọc Nguyên, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, bí thư Đảng ủy, giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị. Quý 1 năm 2023, Đảng ủy ban giám đốc công an tỉnh luôn đoàn kết thống nhất, thể hiện vai trò lãnh đạo trực tiếp toàn diện mọi mặt trong công tác công an, thường xuyên chỉ đạo thực hiện vai trò nêu gương của lãnh đạo chỉ huy, quán triệt thực hiện nghiêm điều lệnh và quy định về văn hóa ứng xử trong công an nhân dân. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát và thanh tra theo hệ lực lượng qua đó kịp thời chấn chỉnh những sai sót, làm chuyển biến toàn diện các mặt công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng. Công tác tổ chức cán bộ được tập trung bổ sung kiện toàn, công tác hậu cần đã bám sát và phục vụ kịp thời hiệu quả, bảo đảm yêu cầu nhiệm vụ được giao, nhất là trong thời điểm tình hình dịch bệnh có nhiều chuyển biến phức tạp, bảo đảm chế độ trực ban, trực chiến, trực tết, nghiêm túc theo quy định. Nhiều lượt tập thể được các cấp khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác chiến đấu. Lực lượng công an toàn tỉnh đã đẩy mạnh công tác phòng ngừa quản lý địa bàn đối tượng trọng điểm, tập trung thực hiện quyết liệt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đáng Quý Mão 2023, đạt được nhiều kết quả tích cực. Công tác tuần tra vũ trang được tăng cường, tổ tuần tra 171 phát huy hiệu quả. Công an tỉnh mở đợt cao điểm kiểm tra cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, góp phần phát hiện nhiều vụ tàn trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, tai nạn giao thông, giảm 3 tiêu chí. Dịp này, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh cũng đã trao quyết định bổ sung Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 cho đồng chí Võ Thành Trung, Bí thư Đảng bộ cơ sở, trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh và trao giấy khen cho các cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022. Sáng 13 tháng 4, Công an tỉnh sơ kết công tác quý 1 năm 2023, hệ lực lượng phòng chống ma túy và triển khai các chuyên đề về công tác phòng chống ma túy. Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh, dự và chủ trì hội nghị. Trong quý 1 năm 2023, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã quyết liệt ra quân, thực hiện tấn công trấn áp tội phạm ma túy, qua đó đã bắt giữ 121 vụ, 253 đối tượng, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra đấu tranh các đối tượng lợi dụng hoạt động trong các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự để phạm tội về ma túy, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng và mạng xã hội về tác hại của ma túy, ý nghĩa của công tác phòng ngừa đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy, tổ chức tuyên truyền trực tiếp tại 7 trường học trên địa bàn tỉnh với hơn 4.200 người tham gia. Cơ quan Cảnh sát điều tra hai cấp đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện điều tra các vụ án về ma túy, bảo đảm đúng tiến độ, đề nghị truy tố xét xử theo đúng quy định pháp luật, tạo sự răng đe chung, góp phần phòng ngừa tội phạm, tỷ lệ khởi tố án đạt trên 85% trong thời gian tới nhằm nâng cao nhận thức của người dân sống tại các chung cư cao tầng về hậu quả tác hại của ma túy đối với đời sống xã hội phòng cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy phối hợp với phòng xây dựng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc và phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội sẽ triển khai kế hoạch phối hợp phòng chống ma túy trong các khu chung cư cao tầng trên địa bàn tỉnh bình dương Công đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ PC07 tổ chức đại hội lần thứ nhất nhiệm kỳ 2023-2028. Đây là đơn vị được Công đoàn Công an tỉnh Bình Dương lựa chọn tổ chức đại hội điểm, dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Thiếu tá Lê Hữu Tài, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, đồng chí Thượng tá Đỗ Bích Thủy, Chủ tịch Công đoàn Công an tỉnh từ khi thành lập vào ngày 26 tháng 8 năm 2022 đến nay, công đoàn cơ sở phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra, tổ chức có hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng nâng cao nhận thức chính trị, đạo đức lối sống cho đoàn viên công đoàn, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng, nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ. Thời gian qua, với tinh thần đổi mới, dân chủ, đoàn kết phát triển, công đoàn cơ sở phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thường xuyên phối hợp với đoàn đoàn thanh niên, hội phụ nữ cơ sở và công đoàn cấp trên triển khai các phong trào thi đua và được đông đảo cán bộ đoàn viên hưởng ứng tham gia. Trong các hoạt động, ban chấp hành công đoàn luôn thực hiện đúng chức năng chăm lo quyền lợi, đời sống tích cực vận động công đoàn viên, thực hiện tốt các phong trào thi đua do các cấp phát động. Đại hội cũng đã bầu ra ban chấp hành công đoàn cơ sở phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nhiệm kỳ 2023-2028 và bầu đoàn đại biểu tham dự đại hội công đoàn công an tỉnh lần thứ nhất nhiệm kỳ 2023-2028, đồng thời biểu quyết thông qua nghị quyết đại hội. Công an tỉnh Bình Dương phối hợp tỉnh đoàn sơ kết 15 ngày thực hiện kế hoạch tuyên truyền hướng dẫn người dân cài đặt kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNEID trên địa bàn tỉnh Bình Dương tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2023, công an các địa phương đã thu nhận 38.391 hồ sơ cấp tài khoản định danh điện tử và đã kích hoạt thành công trên 126.000 tài khoản, vượt hơn 22% so với chỉ tiêu được giao. Trong đó, dầu tiếng là địa phương hoàn thành đầu tiên. Tại hội nghị, các đơn vị cũng đã chia sẻ, trình bày những khó khăn, vướng mắt trong quá trình triển khai thực hiện, đề ra các phương án khắc phục hạn chế nhằm nâng cao hiệu quả công tác trong thời gian tới. Dịp này, Công an tỉnh và tỉnh đoàn đã trao 30 giấy khen bằng khen cho 10 tập thể 20 cá nhân, có thành tích xuất sắc trong 15 ngày cao điểm tuyên truyền hướng dẫn người dân cài đặt kích hoạt VNEID trên địa bàn tỉnh. Ngày 13 tháng 4, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Phú Giáo cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Bồ Như Phong sinh năm 1983, ngụ thị xã Bến Cát để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Theo điều tra, đối tượng Phong không có nghề nghiệp và chỗ ở ổn định để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác, phong giới thiệu mình là cò chuyên làm giấy tờ quen biết nhiều cán bộ nên dễ dàng nhanh chóng hoàn thiện các thủ tục pháp lý về đất đai. Tháng 4 năm 2022, ông B có nhu cầu tách thửa đất ở ấp Bưng Riền, xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, nên gặp đối tượng Phong để lo thủ tục tách thửa đất với giá tiền là 396 triệu đồng. Ông B đưa tiền cọc trước cho Phong là 90 triệu đồng. Tháng 6 năm 2022, Phong làm quyết định giả về việc phân lô tách thửa đất và giấy nộp tiền thuế giả cho ông B và yêu cầu ông B đưa thêm 200 triệu đồng để tiếp tục làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sau khi nhận tiền thì phong cắt mọi liên lạc với ông B, khám xét nơi ở của Phong, công an đã thu giữ nhiều tang vật giấy tờ giả Phong sử dụng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 10 tháng 4, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Bình Dương cho biết đã lập biên bản tạm giữ hàng chục phương tiện xe mô tô tự ý thay đổi kết cấu kiểu dáng của xe. Khoảng 14 giờ ngày 9 tháng 4, qua công tác nắm tình hình địa bàn, phòng cảnh sát giao thông phát hiện một nhóm đối tượng thanh thiếu niên với khoảng 50 đến 60 phương tiện chạy xe mô tô thành đoàn, tốc độ cao, có biểu hiện đua xe trái phép trên đường Mỹ Phước Tân Vạn, đoạn qua địa phận phường Thuận giao, thành phố Thuận An. Lúc này, đội tuần tra xử lý vi phạm của phòng cảnh sát giao thông đã lập tức đến hiện trường. Khi phát hiện có lực lượng chức năng, nhóm đối tượng đã nhanh chóng tăng ga bỏ chạy tán loạn. Sau khi bỏ chạy, các thanh thiếu niên trên tiếp tục tập trung vào một khu đất trống trong khu dân cư Thuận giao, phường Thuận giao để chuẩn bị đua xe trái phép. Lực lượng cảnh sát giao thông đã tổ chức bao vây, tạm giữ hàng chục phương tiện đưa về trụ sở công an để làm việc. Qua làm việc, đa số các thanh thiếu niên đều chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, không có giấy đăng ký xe, không có giấy phép lái xe. Tiến hành kiểm tra, lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện có nhiều xe mô tô đã tự thay đổi kết cấu, kiểu dáng của xe như độ pô, máy, phục. Lực lượng cảnh sát giao thông đã lập biên bản xử lý theo quy định. Kính thưa các đồng chí, quý vị và các bạn, rừng phòng hộ núi Cậu thuộc huyện Dầu Tiến, tỉnh Bình Dương có tổng diện tích hơn 3.650 hecta, chủ yếu là rừng chồi, tràm, trúc, tre. Đặc trưng của rừng này là thảm thực vật bị dày với nhiều lá mục, xen lẫn với cỏ khô, là nguồn vật liệu cháy lớn rất dễ bén lửa, bên cạnh nguy cơ cháy rừng là do thời tiết nắng nóng thì nguyên nhân làm tiềm ẩn nguy cơ gây cháy rừng cao còn do một bộ phận người dân còn bất cẩn khi sử dụng lửa để nấu ăn bắt tổ ong làm rẫy hút thuốc thắp hương xác định tầm quan trọng của công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại rừng phòng hộ núi cậu công an huyện dầu tiến đã phối hợp các lực lượng chức năng chủ động xây dựng triển khai nhiều giải pháp bảo đảm phòng cháy chữa cháy rừng để công tác phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn đạt hiệu quả cao, Công an huyện Dầu Tiến đã tăng cường phối hợp với các cấp các ngành và địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật, các chủ trương chỉ đạo của các cấp về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ theo quy định. Bên cạnh đó, các lực lượng chức năng cũng tăng cường công tác tuyên truyền đến các doanh nghiệp, chủ hộ gia đình và cá nhân nêu cao vai trò trách nhiệm của bản thân đối với công tác phòng cháy chữa cháy rừng thường xuyên củng cố lực lượng phương tiện tại chỗ, có kế hoạch phương án cụ thể để chủ động phòng ngừa, vẫn phó hiệu quả đối với các tình huống xảy ra. Rừng núi cậu có đặc điểm truyền đồi nên nếu chữa cháy bằng phương tiện xe cơ giới thì chỉ tiếp cận được 200 đến 300m phía bên ngoài chứ không thể vào sâu trong khu rừng. Vì vậy chữa cháy rừng bằng phương pháp thủ công như dùng chà dập lửa và phun nước vẫn được áp dụng. Để tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy cán bộ công nhân viên, người dân và lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ của ban quản lý rừng phòng hộ núi Cậu Dầu tiếng thường xuyên tổ chức tuần tra, diễn tập để nắm được các nguy cơ khả năng diễn biến của các tình huống, đồng thời nắm được quy trình, cơ chế, nguyên tắc để phòng ngừa, ứng phó ngay tại cơ sở khi có sự cố xảy ra. Ngay cái đầu năm đầu mùa khô thì tổ chức các cái khu rừng làm các cái đường băng và đường đừng tuần tra và cái kiểm tra các trang thiết bị dụng cụ và phương tiện trong cái công tác phòng cháy chữa cháy đến các chủ rừng và cái hạ kiểm lâm tham mưu cho huyện xây dựng cái kế hoạch để triển khai trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn và thực hiện phối hợp với công an quân sự thực hiện đi kiểm tra các cái chủ rừng thực hiện đúng theo cái quy định. Ông Nguyễn Việt Hùng, người dân ấp Tha La, xã Định Thành, huyện Dầu Tiến năm nay đã gần 60 tuổi. Tuy tuổi đã cao, nhưng ông luôn là thành viên tích cực tham gia bảo vệ rừng. Với thâm niên 26 năm trong đội chữa cháy rừng, ông rất thông thạo địa hình, quen với từng tán cây ngọn cỏ. Với ông Hùng, rừng phong hủ nước cậu gắn bó với ông như máu thịt. Mình đi rừng thì mình gặp lửa, mình báo tất cả anh em lại đó. Là người nào, ví dụ mang bệnh xịt là mang, còn người nào mà đi từng ta mà không có dù mình xịt mình không có mang kẹp, thì mình thấy mình đi vô mình lấy tay mình quào đường băng lửa ra đó còn ai có mình xịt đi theo đường băng đó là, là lửa mà nó vừa giáp đường băng cái mình phà sơ nó cái nó tắt à Ngoài ra, để đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy rừng phòng hộ núi cậu, Công an huyện thường xuyên phối hợp với Hạt Kiểm Lâm, Ban Quản lý rừng phòng hộ núi cậu và Ủy ban Nhân dân các xã cử lực lượng kiểm tra hiện trường, thực hiện xử lý thực bì, đồng thời phát dọn đường băng cản lửa nhằm bảo đảm khoảng cách ngăn cháy lan giữa các khoản tiểu khu. Nhằm nâng cao năng lực huy động tổ chức chỉ huy lực lượng phối hợp chữa cháy rừng, giảm thiểu thiệt hại tài nguyên rừng do cháy gây ra, thời gian qua huyện Dầu Tiếng đã tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, phối hợp nhiều lực lượng tại rừng phòng hộ núi cậu Dầu Tiếng. Thông qua công tác diễn tập đã giúp cho các cấp các ngành địa phương, người đứng đầu các doanh nghiệp, các hộ gia đình và cá nhân được giao khoán quản lý rừng trên địa bàn huyện tiếp tục đề cao vai trò, trách nhiệm đối với công tác phòng cháy chữa cháy rừng trong phạm vi, chức trách, nhiệm vụ của mình. Trong công tác phòng cháy rừng, chúng ta phối hợp với lại Chi cục kiểm lâm tỉnh, hạt kiểm lâm huyện, ban quản lý rừng, rồi các doanh nghiệp khai thác bảo bảo vệ rừng và công uh, công ty uh, su dầu tiến tiếng và các uh, doanh nghiệp đóng trên địa bàn là sẵn sàng về lực lượng phương tiện và làm tốt công tác phòng cháy cháy của nhà cứu hộ, uh, sẵn sàng về cái uh, uh, phương án phương tiện để mà khi có sự cố cháy nào chúng ta uh, kịp thời xử lý uh, ngay từ lúc ban đầu với phương châm của chúng ta là phương châm bốn tại chỗ đó là lực lượng phương tiện uh, phương án và chỉ huy hậu cần tại chỗ để mà đáp ứng cái công tác phòng cháy cháy trên địa bàn hiệu quả trong thời gian tới bảo vệ rừng, phòng tránh các nguy cơ cháy rừng không chỉ là nhiệm vụ của các cơ quan chức năng mà mỗi người dân cũng cần nâng cao ý thức trách nhiệm, tích cực tham gia bảo vệ rừng, nhất là vào mùa khô. Có làm tốt việc này thì rừng phòng hộ núi cậu huyện Dầu Tiếng mới mãi là lá phổi xanh, góp phần điều hòa khí hậu cho tỉnh Bình Dương và các tỉnh thành lân cận. kính thưa các đồng chí quý vị và các bạn chương trình an ninh bình dương tuần này đến đây là kết thúc cảm ơn các đồng chí quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại